Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Nuôi Nhân Tình của tác giả Mộc Miên. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Xuân theo sự hướng dẫn, chở My tới một quán bar cách khá xa thành phố. Hình như My là khách quen ở đây nên bảo vệ vừa thấy cô đã cười tươi rói, không quên liếc mắt đưa tình. My thản nhiên nắm tay dắt Xuân đi vào, họ lên lầu vào phòng 304. My ghé sát tai phục vụ, nói gì nghe không rõ, chỉ biết người đó gật đầu lia lịa. My quay sang nói với Xuân: "Nay chúng ta bung xõa, dù sao tôi cũng được đi cả đêm, không say không về." My cầm điều khiển chọn bài hát, rồi đưa cho Xuân một cái mic. "Hát đi, chỉ có hát rồi ăn mới khiến một người thất tình vui vẻ trở lại. Quán này có nhiều món đặc biệt lắm, đảm bảo ăn xong sẽ nhớ cả đời, chắc chắn là phải quay lại lần hai." Xuân cũng cầm mic lên, cô mệt mỏi: "Chọn bài Ngã Ba Đường đi, tôi thích bài đó." Hai cô gái cứ thế phiêu trong giai điệu, cả hai đều được ông trời ưu ái cho chất giọng cao vút, trong trẻo. Họ cứ hát hết bài này tới bài khác, nhân viên lần lượt mang đồ ăn đặt lên bàn. My vừa hát vừa dục: "Ăn miếng trái cây cho ngọt giọng đã." Hát chán chê thì Xuân lại bắt đầu tâm sự những chuyện mà mình đã trải qua. Cô không dám kể với bất kỳ ai bởi vì sợ người ta cười nhạo. Cô luôn muốn giữ hình tượng với mọi người. Chỉ duy nhất My là biết tường tận mọi chuyện nên Xuân mới có can đảm dốc hết ruột gan. Cảm giác cứ ôm khư khư những nỗi ấm ức trong lòng, luôn giả vờ là mình ổn, sống hạnh phúc, nó khốn khổ lắm. My cứ ngồi đó, lâu lâu lại xoa dịu trái tim Xuân bằng dăm ba câu an ủi. Cô cũng không ngừng chỉ trích người đàn ông tệ bạc kia. Bỗng My lấy ra một gói nhỏ, trong đó có các tinh thể trông như thủy tinh, rồi dốc thẳng vào miệng. My đưa tới trước mặt của Xuân: "Ăn đi, 15 phút sau sẽ có tác dụng. Cô không còn cảm thấy đau khổ vì tình nữa. Những lúc chán trường tôi đều làm như vậy, hiệu quả cực kỳ." Xuân có chút lo sợ nên hỏi: "Đây là gì đó?" "Yên tâm đi, không chết được đâu, cũng không có gây nghiện. Cô thích thì thử, không thích thì thôi. Đắt lắm đấy, bung xõa một lần xem thế nào." Xuân nghe My dụ dỗ, cộng thêm với hơi men trong người nên cũng cao hứng làm y như My chỉ. Quả thật là 15 phút sau đã có tác dụng tức thì. Một cảm giác hưng phấn, hạnh phúc mạnh mẽ. Xuân thấy tự tin yêu đời, bao nhiêu mệt mỏi, đau đớn đều bị xua tan hết. Xuân nằm bẹp xuống ghế, cô cứ tưởng tượng Gia Huy đang nằm bên cạnh, vòng tay ôm không khí, miệng không ngừng cười nói. Ở một góc tối trong một căn phòng ngủ, Huy vẫn lặng lẽ bầu bạn với chai rượu. Mỗi lần về nhà, tâm trạng của anh lại chán trường tới mức không thiết tha làm bất cứ việc gì. Nỗi nhớ Hương cứ quay quắt cồn cào, cảm giác đang vui vẻ bên nhau, cô ấy biến mất, không để lại một chút tin tức, thậm chí là còn chẳng biết họ có duyên để mà gặp lại hay không, khiến cho Huy như muốn phát điên. Anh đã từng suy nghĩ làm mọi cách để đường hoàng cưới Hương về làm vợ, cho cô một danh phận rõ ràng. Nhưng cuối cùng Hương đã tự động rời đi, không để anh có cơ hội làm được điều đó. Huy cứ tự trách bản thân đã không nói ra sớm. Anh trách mình quá vô dụng. Huy cũng không ngờ tình cảm của mình dành cho Hương lại lớn đến mức này. Cảm giác không có cô ấy sẽ không chịu nổi. Mỗi ngày trôi qua đều vô cùng khó chịu, cứ tự dặn mình gặm nhấm nỗi đau. Chẳng có ai hiểu cho nỗi khổ tâm của Huy. Anh chỉ có thể trò chuyện một mình, nhắn tin vào Zalo, dù biết rằng Hương sẽ chẳng đăng nhập lại. Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên khiến Huy giật mình. Thấy số của bác sĩ, anh có chút mệt mỏi nhưng vẫn ấn nút nghe. "Tôi nghe đây." Đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi. "Đã có kết quả rồi. Khối u ở cổ của cậu là u ác tính." Chiếc điện thoại rơi luôn xuống đất. Hai tay Huy ù đi. Anh không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Huy cứ thế tu hết một hơi chỗ rượu còn lại, nước mắt không biết rơi từ khi nào.
Huy vò đầu bứt tai, hét lên trong vô vọng. Không thể, không thể như thế được. Tôi còn trẻ, tôi mạnh khỏe, tôi không thể bị ung thư. Tôi không muốn chết, chắc chắn là nhầm lẫn. Căn phòng cứ dội lại tiếng nói của Huy. Bao nỗi thống khổ tột cùng cứ vậy đến cùng một lúc. Huy chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ bị căn bệnh quái ác này. Anh vẫn nghĩ là mình bị viêm họng, hạch ở cổ là đau quá mà hình thành. Nhưng do lần đó bị mất tiếng, sốt vài ngày, nên Huy đành phải đi khám với hy vọng nhanh chóng khỏi để có cuộc họp quan trọng. Anh đã nhờ bác sĩ thông báo kết quả sớm nhất cho mình, mà giờ nghe tin này như sét đánh ngang tai, chân tay cứ mềm nhũn. Huy tựa đầu vào tường, mắt nhắm nghiền lại. Đầu óc của anh hoàn toàn trống rỗng, không nghĩ được bất cứ điều gì. Huy đang mơ màng thì có tiếng khóc nức nở của mẹ. Ông ơi, sao con mình nó khổ sở thế này? Tại sao cứ hành hạ bản thân như vậy? Ông vực dậy tinh thần cho nó đi. Suốt ngày không ăn, cứ uống rượu như vậy thì làm sao mà trụ được? Nếu như nó không thích kết hôn thì chúng ta xin lỗi gia đình họ rồi hủy hôn là được. Em không muốn nhìn con cứ hành hạ bản thân như thế. Bà đừng có mà ăn nói hàm hồ. Hôn nhân đại sự đã thống nhất lên lịch rồi. Hủy là hủy thế nào? Có mà mặt mo. Đàn ông làm công to việc lớn chỉ vì một con đàn bà mà tiều tụy như vậy là không đáng. Cứ mặc kệ nó, không việc gì phải lo. Cùng lắm chết tôi làm ma cho nó là được. Sống một nhục nhã như vậy, tốt nhất là không nên sống làm gì. Ông nói cái gì cơ? Nó là con trai của ông đấy. Tôi biết là ông có con rơi, con vãi bên ngoài, nhưng tôi mắt nhắm mắt mở cho qua. Tôi cũng biết những lần ông chu cấp tiền của cho nhân tình, nhưng vì muốn giữ mái ấm gia đình nên tôi nhịn. Đối với ông, nó không là gì hết. Nhưng tôi chỉ có một mình nó. Nó quan trọng hơn mạng sống của tôi. Hai ông bà tranh cãi rất gay gắt, không ai nhường ai. Huy nghe rõ tiếng bốp chát chúa, tiếng đập đồ, nhưng hai mắt của anh cứ dính chặt lại, không tài nào mở nổi. Một lúc sau anh thấy mọi thứ yên lặng như cũ. Một bàn tay ấm áp ôm lấy Huy vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc như hồi anh còn nhỏ. Mẹ Huy cứ sụt sùi. Xin lỗi con, mẹ sai rồi. Sáng hôm sau Huy tỉnh dậy, đã thấy mùi cháo hành thơm phức xộc vào tận phòng. Anh uể oải bước ra, thấy mẹ thì miễn cưỡng gật đầu. Sao mẹ lại ở đây? À, mẹ sợ con không chịu chăm sóc bản thân, suốt ngày uống rượu, nên qua coi thử, không ngờ đúng như vậy. Huy này, chỉ về chuyện đám cưới mà con lại ra nông nỗi này ư? Huy lảng tránh ánh mắt, rơm rớm như sắp khóc của mẹ. Anh cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi đó, mà đi luôn vào trong nhà vệ sinh. Huy không muốn mẹ đau lòng, anh cũng không muốn suy nghĩ quá nhiều chuyện nữa. Đối với anh, mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Mẹ Huy bước nhanh lại, bà vẫn ân cần. Mẹ đã quyết định rồi, mẹ tôn trọng lựa chọn của con. Dù con có làm thế nào đi nữa, mẹ cũng đều ủng hộ. Mẹ chỉ xin con đừng làm tổn hại thân thể. Nhìn con như vậy, mẹ đau lòng lắm. Bà bật khóc ngay tại chỗ, Huy cũng không cầm được xúc động. Anh tiến lại ôm chặt lấy mẹ. Đã đâu lắm rồi, Huy chưa ôm mẹ như vậy. Hai người có quá nhiều bất đồng nên ngày càng xa cách. Bà ấy mếu máo. Mẹ có duy nhất con là người quan trọng nhất. Mẹ luôn muốn con hoàn hảo. Mẹ muốn những gì tốt nhất cho con, nhưng lại vô tình làm con áp lực. Mẹ không nghĩ mọi thứ lại tồi tệ như vậy. Mẹ cứ ngỡ chỉ cần ép con kết hôn, sau này con sẽ nảy sinh tình cảm với Xuân. Nhưng có lẽ mẹ đã lầm. Mẹ không có quyền làm như thế. Nói đúng hơn, mẹ là người mẹ tồi, không biết lắng nghe những gì con muốn nói. Sau này mẹ sẽ không như vậy nữa. Thế cô gái mà con yêu đã có tin tức gì chưa? Nghe mẹ nhắc tới Hương, trái tim của Huy như bị bóp nghẹn. Nhưng nghĩ tới bệnh tình của mình, anh lại càng chua chát hơn. Có lẽ cứ như vậy sẽ tốt cho cả hai. Nếu quay về, lỡ Hương có tình cảm sâu đậm, thì sau này khi anh mất đi cô ấy lại càng đau khổ, dằn vặt. Huy trả lời. Con chỉ là vui chơi qua đường thôi, không sao đâu mẹ. Bà Liên nghe con trai nói như vậy thì ngạc nhiên tới độ nhất thời không biết phản ứng thế nào. Đối với Hòa bà, Huy chưa từng biết nói dối, càng không bao giờ sống trái với lương tâm. Bà băn khoăn bởi vì không biết tại sao Huy lại nói như vậy. Rõ ràng là bà nhận ra sự yêu thương cô gái kia vô điều kiện trong mắt con trai. Huy thậm chí còn bỏ bê công việc ở bên Hương nhiều nhất có thể. Những thứ tốt đẹp nhất đều dành cho cô ấy. Thậm chí ngày Hương rời xa nơi này, con trai của bà như người mất hồn. Bên ngoài cố tỏ ra là mình ổn, nhưng thực chất
trong lòng đang trào dâng lên từng đợt sóng dữ dội. Bà cũng biết là chuyện Huy đã đi dò hỏi, thuê người tìm kiếm Hương khắp nơi nhưng chưa có kết quả. Nếu như ngày bình thường, bà sẽ khuyên con trai mình nên từ bỏ, chấp nhận cuộc hôn nhân đã sắp đặt. Nhưng hôm nay bà lại không có đủ dũng khí để nói những lời đó. Bà Liên nhìn thẳng vào mắt của Huy rồi nói khẽ. Nghe mẹ nói này, một đời là quá dài nếu phải sống cùng với người mà con không hề có tí tình cảm nào hết. Như vậy thì cuộc hôn nhân khác nào địa ngục. Con cứ nghe theo tiếng gọi của con tim, không cần sống vì người khác nữa. Mẹ muốn thấy đứa con quyết đoán của ngày xưa, không vì ai mà luồn cúi. Mẹ thừa nhận là mẹ thất bại, mẹ ích kỷ, phải luôn bắt con làm theo ý của mình. Nhưng bây giờ mẹ đã thông suốt, dù con có quyết định thế nào đi chăng nữa thì con vẫn là đứa con mà mẹ yêu quý nhất. Mẹ sẽ đồng hành cùng với con trong suốt những chặng đường tiếp theo. Huy chẳng nghe được những lời nói đó. Bây giờ trong đầu của anh là một màu đen kịt. Anh cũng chẳng thể hiên ngang thách thức số phận, chẳng thể vỗ ngực khẳng định dù khó khăn thế nào cũng sẽ vượt qua. Căn bệnh quái ác này đã từng khiến ông nội của Huy ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Không ngờ một lần nữa nó gọi tên anh. Huy khẽ thở dài, anh ngồi xuống bàn, chẳng nói năng gì mà cứ cúi xuống múc từng thìa cháo bỏ vào miệng. Huy không hề có cảm giác ngon miệng, anh chỉ thấy cổ họng đắng ngắt. Bà Liên dường như hiểu được tâm trạng chán trường của con trai nên cũng không làm khó nữa mà lẳng lặng động viên Huy ăn nhiều cho lại sức. Bà cũng lảng sang chuyện cơ quan, hỏi coi Huy có gặp khó khăn cần bà giúp đỡ hay không, nhưng anh ấy chỉ lắc đầu. Huy cố gắng mãi mới ăn xong bát cháo. Anh đứng dậy rồi xin phép đi trước với lý do bên ngân hàng có rất nhiều chứng từ cần anh ký gấp. Tất nhiên là bà Liên thừa hiểu đó chỉ là cái cớ để không phải tiếp chuyện với mình. Dẫu vậy, bà vẫn mỉm cười rồi căn dặn. Con đi làm đi, đi đường lái xe cẩn thận. Khi con trai đi rồi, bà Liên mới dọn dẹp từng phòng một. Khi vào phòng ngủ, bà phát hiện ra Huy vẫn lưu giữ rất nhiều những kỷ vật của Hương. Thậm chí chiếc váy nữ vẫn được treo ngay ngắn bên cạnh quần áo của Huy. Chai nước hoa, bộ đồ trang điểm cũng được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp. Bà bóp trán, có chút không hiểu được trước quyết định của con trai mình. Rõ ràng là Huy yêu Hương nhiều như vậy, nhưng lần này lại không thừa nhận, thậm chí còn nói với bà bằng những lời lẽ không mấy hay ho. Bà cứ nghĩ nát cả óc, cũng không có được một đáp án thích hợp. Bà tặc lưỡi gấp lại chăn chiếu rồi tự nhủ. Tùy con quyết định. Bà cũng gọi điện cho mẹ của Xuân để trao đổi tình hình. Bà Di khi nghe tin Huy muốn hủy hôn thì sốc tới tận óc. Bà vẫn chỉ biết chỉ có con gái yêu đơn phương, nhưng rõ ràng chuyện kết hôn là do bên nhà Huy tự đề nghị. Bây giờ khách khứa cũng đã mời xong xuôi, nếu như hủy hôn thì khác nào để cho thiên hạ họ cười vào mặt. Danh tiếng của Xuân cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, cô sẽ mang tiếng là người bị phản bội. Bà Di gằn giọng. Các người đừng có mà cho mình quyền tự quyết. Vợ chồng tôi có thể đưa cậu ta ra khỏi tù thì cũng có thể lôi cậu ta vào lại. Sống thì phải có tình nghĩa, chứ qua cầu rút ván thì đừng hòng hy vọng một tương lai tốt đẹp. Đâu phải muốn hủy là hủy. Con gái chúng tôi sẽ tính thế nào đây? Nếu như không phải nó ngu ngốc, sống chết một mực muốn lấy thằng Huy, thì con trai bà đừng hòng có cửa. Cái loại đàn ông chơi cả gái ca ve, bao nhiêu thằng chung một lỗ mà không biết sơ giấy, nhục nhã. Đã vậy, khi con đó ôm tiền bỏ đi thì như thằng sắp chết. Loại đó còn hy vọng gửi gắm được gì nữa. Trời cao có mắt đấy, sống cho tử tế vào chứ không ngáp không kịp. Bà Liên biết là trong chuyện này gia đình của bà đã sai hoàn toàn. Bà cũng không muốn con trai có bất cứ khó khăn nào nên chấp nhận xuống nước nhịn nhục. Chúng tôi chỉ biết xin lỗi ông bà và cháu Xuân. Thằng Huy nó muốn phát triển sự nghiệp, chưa có sẵn sàng kết hôn nên vợ chồng tôi cũng không ép. Tôi biết bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng không thể giúp bà nguôi đi cơn giận, nhưng tôi vẫn muốn nói cảm ơn ông bà đã cứu giúp con trai của tôi. Đại ân đại đức này cả đời tôi cũng sẽ không bao giờ quên. Nếu sau này bà cần gì, chỉ cần trong phạm vi tôi làm được, nhất định sẽ không bao giờ từ chối. Thôi thôi, đừng có mà văn vở nữa, đúng là mẹ nào con nấy. Ôi giời, đừng tưởng con ông bà là vàng, con gái tôi cũng là kim cương đấy, thiếu đếch gì mối. Sau này đừng có mà bao giờ liên hệ nữa. Cẩn thận, bình tĩnh, đón nhận quả báo một cách sớm nhất nhé. Bà Di bực tức cúp máy luôn, để mặc bà Liên vẫn ngồi đó khuôn mặt trầm tư suy nghĩ. Bà cũng đã lường trước được những hậu quả có thể xảy ra, nhưng dù khó khăn thế nào bà cũng chấp nhận. Không thể cứ trơ mắt đứng nhìn con trai ngày một héo úa như vậy.
Cuộc đời của bà là chuỗi những sai lầm. Hôn nhân của bà cũng không hề có tình yêu. Nhưng có lẽ vết thương đó đã chai dần nên bà không còn đủ dũng khí để mà từ bỏ. Bà cứ ngồi đó cả tiếng đồng hồ mới đứng dậy, đi dọn dẹp lại nhà cửa. Tại ngân hàng, nhìn đống giấy tờ chất cao trước mặt, Huy chẳng có tâm trí để làm việc. Trong đầu của anh vẫn văng vẳng những câu nói của vị bác sĩ kia. Bất giác, Huy đưa tay sờ vào hạch trên cổ, vừa mới ấn nhẹ đã cảm thấy đau nhói. Anh cũng lên mạng coi trước bệnh tình, nhưng kết quả không hề có chút khả quan. Sau một hồi đấu tranh nội tâm dữ dội, Huy gọi lại cho bác sĩ, hẹn chiều nay sau khi tan làm sẽ tới văn phòng của ông ấy để nghe qua phác đồ điều trị. Mặc dù biết mức độ nguy hiểm của khối u ác tính, nhưng Huy vẫn hy vọng có một phép màu le lói để cứu anh khỏi tầm hầm u tối này. Huy cũng bắt đầu thấy đau đầu, anh ngồi một chút nhưng có cảm giác cả người đau nhức nên đành đứng dậy chốt cửa rồi nằm xuống ghế. Huy gác tay lên trán, anh suy nghĩ về quãng thời gian ở cùng với Hương. Mỗi khi đi ngủ, cô ấy đều gối đầu lên tay của anh rồi thủ thỉ tâm sự. Thời gian ấy thật đẹp, yên bình, đáng nhớ nhất trong cuộc đời của Huy. Anh cố gắng trấn an bản thân rằng nhất định sẽ chiến thắng tử thần, tương lai của anh còn nhiều dang dở. Huy đã tự nhủ với lòng, chỉ cần khi nào khỏi bệnh, anh sẽ lại tiếp tục hành trình đi kiếm Hương, còn nếu không may mắn vượt qua được thì coi như đó là duyên phận. Huy cũng đã suy nghĩ tới việc sẽ viết di chúc trước để tránh những tình huống bất ngờ ập đến. Anh tự cảm thấy tội lỗi với Hương nên muốn bù đắp cho cô, dành một số tài sản để sau này cô không còn khó khăn, chật vật nữa. Huy biết rằng Hương đang rất cô đơn, mất đi phương hướng, nhưng chỉ có thể nuốt ngược nước mắt vào trong tim, chẳng có đủ dũng khí để bước về phía Hương, để ôm cô ấy vào lòng. Hôm nay Hương bị ốm, cứ nằm bẹp một chỗ, cả người mồ hôi vã ra như tắm, nhưng chùm chăn kín mít vẫn cứ run cầm cập, hai hàm răng va vào nhau ken két, đầu đau như búa bổ. May sao có Phong ở đây, anh ấy nấu cháo rồi kêu cô dậy uống thuốc. Buổi sáng Hương có gọi điện cho chủ quán xin nghỉ vì bị bệnh. Đúng lúc Phong cũng ở đó. Nhận ra Hương, anh tức tốc hỏi thăm địa chỉ rồi nhanh chóng tới đây luôn. Anh nằng nặc đòi Hương trở đi bệnh viện, nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Hương chỉ nhờ Phong đi mua thuốc giúp mình. Cô chắc mẩm hôm qua dính mưa nên mới bị sốt, uống thuốc vào sẽ ổn hơn thôi. Phong cũng không có cách nào nên đành thỏa hiệp. Anh còn cho nhiều hành lá, tía tô để giải cảm. Khi cháo đã chín, Phong đỡ cô dậy rồi bón từng thìa. Nhìn khuôn mặt xanh xao, đôi môi khô khốc mà Phong dấy lên sự thương cảm. Anh cứ ép Hương ăn hết tô cháo, mặc dù là cô lắc đầu quẩy quẩy. Sau khi ăn cháo xong, uống thuốc xong, Phong còn cẩn thận đi lấy khăn lau mặt mũi cho Hương, đỡ cô nằm xuống rồi cứ thế ngồi ngay bên cạnh. Có lẽ đã quá mệt nên Hương nhanh chóng thiếp đi. Lúc này Phong mới có dịp quan sát kỹ khuôn mặt cô gái này, một cảm giác cực kỳ thân thuộc. Tự dưng Phong lại muốn được ở bên chăm sóc cho Hương. Những ngày qua anh đã đấu tranh tâm lý rất nhiều. Cuối cùng Phong quyết định sẽ theo đuổi Hương. Anh không quan tâm quá khứ của Hương ra sao, anh chỉ biết rằng trái tim của mình đã thực sự rung động. Anh muốn dừng chân lại khỏi những cuộc vui để sẵn sàng yêu đương nghiêm túc. Phong cũng thiệt thòi, anh thiếu thốn tình thương của người thân từ bé. Lần này khi nhìn Hương tự đày đọa bản thân như vậy, anh chỉ muốn được ôm chặt lấy cô, được chăm sóc cô. Ngày đầu tiên khi tiếp xúc với Hương, anh đã nhận ra mình cực kỳ hứng thú với cô gái này. Càng nói chuyện lại càng bị cuốn hút. Khi biết cô ấy đã có người yêu, tâm trạng của Phong có hơi dao động, có chút tiếc nuối. Lần gặp gỡ này tuy sẽ có chút bất ngờ, nhưng Phong cũng đã nhận ra tình cảm thực sự của mình. Anh tự nhủ sẽ không trốn tránh, sẽ chủ động hơn trong việc theo đuổi cô ấy. Đang suy nghĩ miên man thì bỗng Hương ôm chầm lấy cánh tay của Phong, giọng yếu ớt. Anh Huy, em nhớ anh lắm. Em biết là anh không đáng để cho em nhớ, thế nhưng chẳng biết tại sao trái tim của em lại nhớ anh tới mức này. Anh ác lắm, anh lừa em. Anh chưa khi nào thành thật cả, chưa một lần có tình cảm với em. Tại sao lại gieo cho em chút hy vọng rồi lại khiến em bị tổn thương như thế? Cô ấy nói tới đó lại buông thõng cánh tay. Phong chỉ biết thở dài. Một nỗi buồn man mác cứ vậy hiện hữu. Anh biết Hương có tình cảm với Huy, nhưng không ngờ lại sâu đậm như vậy. Cô ấy có lẽ đã chịu quá nhiều đả kích nên cả khi mê sảng cũng thấy người đàn ông đó. Phong đứng dậy đi ra ngoài. Anh châm điếu thuốc, khẽ dựa vào tường. Dạo gần đây công việc của Phong khá bận rộn, anh cũng muốn ngỏ ý
mong Hương sẽ làm việc cho mình, nhưng ở chi nhánh khác, để không phải nhớ lại những ký ức đau buồn ở chỗ cũ. Tuy nhiên, Phong chưa biết mở lời thế nào, anh đang tính nhờ cô chú mình nói giúp. Chứng kiến Hương cả ngày vất vả chạy bàn, làm đủ nghề để kiếm sống, thì anh không đành lòng. Anh cũng biết đam mê của cô ấy thực sự là học trang điểm. Với tình hình này thì chẳng có chút thời gian mà nghỉ ngơi, chứ đừng nói tới việc học tập để nâng cao tay nghề. Hương vẫn cứ sốt miên man, tới buổi chiều mới đỡ một ít. Cô khẽ mở mắt, thấy Phong vẫn ngồi bên cạnh mình thì có chút ngạc nhiên. Ủa, anh vẫn chưa đi sao? Thật ngại quá, tôi lại làm phiền đến anh nữa rồi. Phiền gì? Là tôi cam tâm tự nguyện đấy. Cô thấy trong người sao rồi? Tôi vẫn còn chút chóng mặt chút thôi. Tôi tự lo cho bản thân của mình được. Anh còn nhiều việc quan trọng, cứ về để giải quyết đi. Cảm ơn anh vì đã chăm sóc cho tôi. Từ bây giờ trở đi, cô đừng có ôm tâm sự nữa. Có gì cứ nói hết ra cho nhẹ lòng. Con người chứ có phải là thần thánh, chuyện gì cũng một mình. Những suy nghĩ tiêu cực cũng cứ ôm khư khư để rồi đổ bệnh. Tôi thấy cô là một đấy, chẳng có ai như cô đâu. Người gì mà khờ hết phần người khác. Hương bật cười. Anh đang khen hay là chê tôi thế? Khờ cũng là một ưu điểm tốt đấy. Anh không nghe chuyện bao nhiêu người khờ mà thoát nguy hiểm rồi có cuộc sống viên mãn đó sao? Nói chung là số phận hết cả rồi. Ông trời sắp đặt thì có muốn cũng không thay đổi được. Thế bao giờ anh mới xong việc ở trong này? Tôi ở đây lâu đấy, để phát triển chi nhánh. Tiệm ngoài đó có người quản lý rồi. Sau này tôi lại tìm cô, bắt cô làm người mẫu cho tiệm. Hương có chút ái ngại. Cô cứ nghĩ là lần này Phong vào chơi tầm dăm ba bữa nửa tháng sẽ về. Dù sao cô cũng không muốn quá thân thiết với anh ấy. Phong biết hết quá khứ không mấy tốt đẹp của cô. Anh ấy cũng đã từng phản ứng gay gắt. Hơn nữa, Hương cũng không còn mặt mũi nào mà làm nhân viên cho Phong. Những lời nói lần trước vẫn còn khiến cô ám ảnh. Cô vội vã xua tay. Tôi đang làm ở đây rồi, không thể chuyển qua chỗ của anh được. Làm gì cũng phải biết trước biết sau. Họ giúp đỡ tôi lúc tôi khó khăn, tạo công ăn việc làm khi tôi chập chững tới nơi đất khách quê người, không đồng xu dính túi. Nếu như sau này tôi thu nhập thu xếp được, khi nào anh cần tôi sẽ giúp anh không công, coi như là trả ơn anh hai lần đã cứu tôi. Phong khẽ nhíu mày. Ba lần chứ? Hương có chút ngạc nhiên nhưng vẫn giữ im lặng chứ không tranh cãi tiếp. Bầu không khí ở đây vì thế mà vô cùng căng thẳng. Hương cũng không biết làm như thế nào. Cô gượng dậy để khỏi khó xử, nhưng có lẽ vì vẫn choáng nên lại ngã phịch xuống giường. Phong vội vã chạy lại đỡ lấy Hương. Khi thấy cô nóng như hòn than đang cháy thì chẳng chút nghĩ ngợi mà bế thốc cô dậy. Tôi đưa cô tới bệnh viện, chưa ở nhà thế này biết thế nào mà lần. Mặc cho Hương giãy giụa không chịu, nhưng Phong vẫn kiên quyết bế Hương đi. Anh thuê taxi rồi tới thẳng bệnh viện. Anh tài xế vừa lái xe vừa nhanh nhỏ bắt chuyện. Anh đưa chị nhà đi khám thai hả? Vợ em lúc mới mang thai cũng ốm lê lết như vậy đấy. Xong siêu âm là con trai. Hương giật thót, bên tai cô lại như có tiếng sét đánh ngang tai. Hương chợt nghĩ lại, thế đã 2 tháng rồi mình chưa được bà Nguyệt ghé thăm. Mọi khi của cô thất thường, bất chợt nên cũng không quá quan trọng vấn đề. Hương sực nhớ những lần sau này mình với Huy quan hệ không có sử dụng biện pháp thì lại càng lo lắng. Cả người cô khẽ run lên, mồ hôi đầm đìa ướt hết cả quần áo. Phong ngồi bên cạnh dường như cũng cảm nhận được bất thường. Anh đau xót nhưng lại chẳng thể giúp gì cho cô được. Người tài xế thấy mình đùa quá trớn thì ngượng ngùng vội im bặt. Suốt chặng đường tới bệnh viện không dám nói tiếp bất cứ câu gì. Vừa tới nơi, Phong đã vội vã bế cô vào trong, liên tục yêu cầu bác sĩ tới khám gấp. Sau khi thăm khám, bác sĩ yêu cầu cô làm thủ tục siêu âm. Kết quả không ngoài dự đoán, bào thai đã hơn 2 tháng. Hương nằm bất động, những giọt nước mắt không ngừng rơi tí tách. Cô cũng chẳng biết dùng từ ngữ nào để miêu tả chính xác cảm xúc lúc này. Bất chợt, Hương đưa tay lên sờ bụng để cảm nhận một sinh linh bé bỏng đang tồn tại. Cô cứ vậy rồi lại òa khóc nức nở. Các bác sĩ đã quá quen với cảnh này. Họ vỗ nhẹ vai của Hương động viên. Cô không cần kích động. Nếu như cô chưa sẵn sàng làm mẹ thì có nhiều biện pháp can thiệp. Bây giờ y học hiện đại rồi, đừng quá áp lực cho bản thân. Hương nghe vậy lại khóc to hơn. Cô cứ mếu máo. Bác sĩ ơi, cháu có uống thuốc hạ sốt, cháu uống mấy viên liền,
Cháu không bỏ con đâu. Trên đời này không có còn ai hết. Cháu chỉ có duy nhất đứa bé này. Con cháu có bị làm sao không bác sĩ? Vị bác sĩ trầm ngâm, mất mấy giây rồi tiếp lời. Cái này thì tôi cũng chưa dám nói trước điều gì. Đợi thêm khoảng 3 tuần nữa rồi sẽ làm xét nghiệm dị tật thai nhi. Lúc ấy sẽ biết chắc chắn kết quả. Nhiệm vụ bây giờ của cô là thoải mái tâm lý, ăn khỏe, ngủ khỏe. Tôi tin rằng em bé sẽ bình an, khỏe mạnh đến bên cô. Hương gật đầu, cô lau nước mắt rồi từ từ đứng dậy. Bác sĩ cũng căn dặn Hương những thực phẩm nên bổ sung và những thứ cần tránh. Cô cố gắng ghi nhớ thật kỹ những điều đó. Khi đã xong xuôi, Hương cúi đầu cảm ơn bác sĩ một lần nữa rồi mới bước ra ngoài. Nãy giờ Phong ngồi đó chờ kết quả mà lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù anh đã chuẩn bị tâm lý để nghe chuyện đứa bé, nhưng khi chính miệng Hương khẳng định lại một lần nữa thì Phong chỉ biết thở dài. Tình huống này quá sức éo le, thật đúng là trò đùa của số phận. Cứ ngỡ rằng Hương trốn tránh tới nơi này là đã không liên quan gì tới Huy nữa. Nhưng tại sao đứa bé lại xuất hiện? Nó đảo lộn tất cả mọi thứ. Hương vừa xoa bụng lại vừa gượng cười. Anh yên tâm đi, tôi vẫn ổn mà. Tuy rằng lúc đầu tôi có hơi sốc, nhưng bây giờ tôi đã bình tâm lại rồi. Tôi chỉ mong đứa bé không sao. Tôi sẽ nuôi con thật tốt. Cuộc đời tôi đã quá thiệt thòi. Tôi muốn sau này bù đắp hết tình thương cho con. Phong nhìn đôi vai của Hương không ngừng run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu thì không kìm được mà ôm lấy cô. Không sao đâu, đừng khóc. Tôi sẽ ở sát bên cô để chăm lo cho đứa trẻ này. Chỉ cần cô đừng nhìn lại, hãy cứ nhìn thẳng về phía trước. Chúng ta sẽ bước tiếp bên nhau. Tôi muốn có cơ hội bước vào thế giới của cô. Tôi muốn được chăm sóc cho cô suốt quãng đời còn lại. Thú thật, tôi cũng không biết là mình rung động với cô từ khi nào. Hương vội đẩy Phong ra, cô lập tức tỏ ra mạnh mẽ. Bậy nào, anh đừng thương hại tôi như thế. Tôi không yếu đuối như anh nghĩ đâu. Chúng ta về thôi, tôi đói rồi. Phong biết tính cách của Hương sẽ không dễ dàng chấp nhận mình, nhưng lần này anh nghiêm túc muốn theo đuổi. Chẳng có đúng hay sai hay thương hại, mà tất cả xuất phát từ tận trái tim. Hương là người đầu tiên khiến Phong rung động. Cũng chính cô ấy đã khiến anh biết mộng mơ, biết khái niệm của tình yêu, trông mong một người khó chịu tới nhường nào. Phong biết là Hương cần có thời gian để chấp nhận. Anh không quá vội vã, cũng không thúc giục, mà chấp nhận lặng lẽ đứng sau. Họ về tới nhà, Phong rủ Hương mau lên giường nghỉ ngơi, còn anh đi chợ mua đồ về nấu. Mặc dù Hương ái ngại, liên tục nói không cần, nhưng Phong mặc kệ. Anh còn nhắc cô cứ nằm yên, thèm ăn cái gì cứ nói với anh một tiếng. Phong đi rồi, Hương bỗng nhận được điện thoại của Tuyến. Cô khá ngạc nhiên khi Tuyến lại gọi vào giờ này. Vừa mới nghe máy thì đầu dây bên kia đã khóc thút thít. Dì tôi mất rồi. Hả? Dì nào cơ? Sao tôi chưa từng nghe cô nói? Dì ruột của tôi. Dì ấy bị suy gan. Tôi còn đang kiếm tiền để dì ấy phẫu thuật thì lại bị như thế này. Chẳng biết ai nói với dì ấy về việc làm của tôi. Trước khi nhắm mắt, dì ấy còn dặn tôi là phải bỏ nghề, kiếm việc trong sạch mà làm. Tôi buồn lắm. Chắc là tôi cũng rời xa nơi này. Ở đây có quá nhiều những ký ức thương đau. Ừ, hay là cô vào đây với tôi. Trong đây phát triển lắm, nhiều việc làm nữa, không chết đói được đâu. Chúng ta sẽ cùng đi làm. Thôi đừng buồn, đừng khóc nữa. Dì sẽ hiểu cho hoàn cảnh của cô. Trước kia chúng ta không được quyết định cuộc đời thì bây giờ là lúc phải đứng dậy, tự lựa chọn những gì phù hợp cho bản thân của mình. Vào đây với tôi, chúng ta có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Tôi cũng thuê được nhà trọ với đồ đạc nấu nướng tương đối đầy đủ rồi. Vào ở thôi, chứ không cần sắm sửa cái gì. Cô đang ở đâu rồi? Tôi ở quê lo hậu sự cho dì xong từ hôm qua. Đang tính tí nữa bắt xe ra gara rồi mua vé. Chưa biết đi đâu, nhưng giờ tôi có chỗ để đi rồi. Hương cứ động viên một hồi rồi nói luôn địa chỉ, hướng dẫn Tuyến cách đặt vé. Hai người cứ tâm sự thêm một lúc nữa, rồi Tuyến hẹn sau nói chuyện tiếp, kẻo điện thoại hết pin. Hương cứ nghĩ tới chuyện có Tuyến vào đây bầu bạn thì lại nhen nhúm sự vui vẻ. Cô gái kia là người tốt, thẳng thắn, sẵn sàng giúp đỡ bạn bè. Tuy họ chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, nhưng Hương tin vào linh tính mách bảo của mình. Cô bắt đầu tính toán các khoản chi tiêu cho hợp lý. Bây giờ cô trích tiền bỏ ống bơ để dành tới ngày sinh nở. Trong tài khoản của Huy vẫn còn rất nhiều tiền, nhưng Hương không động tới. Cô muốn giữ chút tự trọng cuối cùng trong mắt của anh ấy. Dù có khó khăn cỡ nào, cô cũng quyết sẽ không bao giờ lấy trong đó nữa. Đợi cơ hội thích hợp sẽ gửi trả lại Huy.
Cứ mỗi lần nghĩ tới anh ấy là cô lại lâng lâng xen lẫn xúc động. Cô cũng không biết bản thân phải mất bao nhiêu lâu mới quên hoàn toàn được Huy. Cũng có thể cả đời này không tài nào mà xóa nhòa được. Nhất là khi hiện tại giọt máu của Huy cũng đã hình thành trong bụng. Cô tự nhủ, nếu như anh ta biết mình có thai thì sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Có khi nào bắt buộc mình phá thai hay sống chết không thừa nhận đứa bé này? Không biết anh ta có bao giờ nhớ tới mình không nữa. Nghĩ tới đây, Hương tát mạnh vào má rồi gắt gỏng. Mình điên rồi, đó là một tên khốn nạn. Tại sao cứ nghĩ tới hắn? Đứa bé này không liên quan tới hắn. Vĩnh viễn không bao giờ hắn có tư cách để biết đến sự tồn tại của con mình. Hương cúi đầu nhìn cái bụng rồi lại thủ thỉ. Bé con à, đừng sợ, mẹ đây. Sau này chúng ta nương tựa vào nhau nhé. Mẹ sẽ làm mọi thứ tốt nhất cho con. Mì với Xuân sau cơn phê thuốc thì tỉnh dậy trong tình trạng vô cùng hưng phấn. Xuân cứ không ngừng khen ngợi thuốc này có tác dụng thần kỳ tới như vậy, quên hết mọi mệt nhọc, ưu phiền. Nó đưa cô vào miền đất lạ, ở đó chỉ có sự thăng hoa, dâng trào hạnh phúc. Mì huých vai cười lớn. Thấy chưa, tôi nói rồi mà. Cái gì tôi đã chỉ điểm thì chỉ có chuẩn trở lên, tôi có bao giờ xúi dại cô đâu. Lần nào chết quá tôi cũng đều làm như vậy. Xưa không biết mấy thứ này, nhưng từ lúc đi theo mấy lão đại gia thấy họ xài nên tôi cũng xài thử. Không nghĩ là tác dụng hiệu nghiệm như thần vậy. Tôi vẫn còn nhiều trò hay lắm, sau này mà có dịp tôi sẽ chỉ cô dần dần. Ừ, cái mộ Huế cứ cũng nhiều chuyện nhỉ, mồm cứ xuân xoét ấy. Bảo sao lão chồng suốt ngày gái gú, có ngày lão đem gái công khai về nhà cho biết mặt. Mi phá lên cười. Ôi trời, bà ta chỉ được cái to mồm thôi chứ nhát như thỏ ấy. Ông Tám mà có ly hôn thì lại xun cái vòi vào rồi năn nỉ tha thứ với các con cho mà xem. Bao nhiêu năm qua bà ấy có mỗi một chiêu duy nhất cứ xài hoài. Tôi còn ngắn tới tận cổ huống chi là ông ấy. Ông Tám nhìn vậy thôi chứ họ hàng vẫn ngon phết, không đùa được đâu. Sức bền thậm chí là còn hơn cả trai trẻ đấy. Này, cô gan thế, dám thử luôn rồi ấy hả? Mi vênh mặt tự đắc. Ô hay, cô nghĩ tôi là ai? Trên đời này chỉ cần tôi có hứng thú với ai là sẽ có cách đưa người đó lên giường. Vì ông Tám ly hôn con đàn bà điên đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Thế nên tôi mới nói tôi cần cô giúp sức. Một khi tôi ngoi lên làm chủ, chắc chắn sẽ không để cô thiệt. Ở đây cô quan hệ rộng, quen biết nhiều ông lớn, nên dù sao cũng rất cần thiết giúp đỡ tôi. Chúng ta bây giờ cần phải hỗ trợ nhau để cùng phất lên mới được. Xuân không coi trọng những điều My đang nói. Vốn dĩ cô cũng chẳng có được lợi lộc gì từ việc này nên cứ ậm ở cho qua chuyện. My vẫn tiếp tục hỏi dồn. Này, thế chuyện tình của cô thì sao rồi? Lão Huy có còn lạnh nhạt như trước không? Vẫn vậy. Cứ xin tới nơi rồi mà vẫn chán đời lắm. Nhiều lúc chỉ muốn bỏ quách đi, nhưng vì tôi nặng tình nên khổ. Tôi cũng không biết sau này sẽ ra sao, chỉ biết rằng hiện tại rất mệt mỏi. Anh ấy thậm chí là còn chẳng thèm nói với tôi một câu nào. Nếu như tôi cố tình kể lể thì sẽ cau có, khó chịu. Cái thằng cha này ngu nhỉ, gái đẹp ngoan giàu lại không thích, cứ đâm đầu với cái con không ra gì. Tôi cũng chẳng biết khuyên cô thế nào, chỉ mong cô hạnh phúc, lựa chọn đúng đắn, để sau này không phải hối hận. Cô hơn tôi vì được lựa chọn đàn ông, chứ tôi đã quen với việc bị người ta trả giá, mua bán cứ như bó rau ngoài chợ ấy. Nhiều lúc cũng chán đời, muốn tìm một bến đỗ mà khó quá. Tôi kệ, cứ sống qua ngày, ngày nào kiếm tiền ngày đó, chứ cứ khư khư ôm cái mộng tưởng ốm ra đó là chết đói vêu mồm. Nghề này bạc bẽo lắm, khi có nhan sắc, có sức khỏe, họ còn tung hô, chứ mà xấu xí già nua, nó đem cả mồ mả ra mà xỉ nhục ấy chứ. Vừa lúc ấy, ông Tám bước vào, ông nháy mắt nhìn Mi đầy cưng chiều. Nhà em phát điên lên được. Anh chỉ được cái dẻo mỏ thôi. Hôm qua con mụ già nhà anh ấy, nó có gào lên không? Nó chửi em không ra cái gì đấy, còn dọa đuổi cổ em đi ngay. Chắc là em phải đi cho nó đỡ ngứa mắt. Ông Tám vội ngồi bên cạnh Mi, xoa bàn tay của cô dỗ dành. Ấy ấy, cưng bớt nóng. Anh thách cả nhà nó dám động tới sợi tóc của em đấy. Anh chửi cho cả buổi rồi nên nằm bẹp dí một chỗ, giả vờ ốm, không có ăn uống gì hết. Anh mặc kệ, không ăn thì nhịn, khỏi tốn cơm. Gớm, mụ giá tưởng là trung tâm của vũ trụ cơ à? Anh mà điên lên, anh cho tan nát hết. Xuân đứng dậy nói to. Tôi đi trước đây, hai người cứ tranh thủ vui vẻ, nhớ chùi mép sạch sẽ trước khi bị bà ta phát hiện, không là đau đầu lắm đấy.
Mi tiễn Xuân ra tận cửa rồi cười nhạt. Đi đi, tôi cũng khởi động xương cốt chút, qua giờ thiếu hơi dai nên cứ uể oải. Cô đóng chặt cửa, mặt bắt đầu ỉu xìu. Anh Tám, nếu anh không công khai mụ bắt em đi khách thì phải làm sao hả anh? Hôm qua mụ bắt em lên giường với cái thằng chột ấy, nhưng mà em nhanh trí trốn được, chứ không chắc bị nói sơi tái rồi. Mụ ấy hình như nghi ngờ em rồi. Giờ mà mụ khui ra chuyện em với anh thì nguy to. Mụ còn nói với em là sau này sẽ đi tiếp khách ở liên tục. Ôi, em cứ nghĩ tới cái cảnh lên giường với thằng già kia là tởm lợm. Chúng nó cứ làm hùng hục như trâu ấy, không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đấy là chưa kể mấy thằng bệnh hoạn. Cô tựa đầu vào vai của ông Tám tỏ ra sợ hãi. Tất nhiên lúc này đầu óc của ông ấy cũng như bị mụ mị, chẳng nghĩ được gì mà cứ ôm chặt lấy Mi vỗ về. Ngoan nào, quanh ở đây rồi, không ai bắt nạt được em hết. Em thích công khai thì công khai, nhưng hiện tại vẫn chưa cho em được danh phận. Em chấp nhận làm vợ bé một thời gian, anh tính kế con mụ già kia đã. Thôi, anh không cần vì em mà vất vả như thế đâu. Em chỉ cần anh ở bên em mỗi đêm là mãn nguyện lắm rồi. Em cũng chẳng ham mê vật chất, chỉ cần anh đối xử tử tế với em. Từ ngày quen biết anh, em đã cười bằng cả quãng đời trước kia cộng lại. Anh giống như là tia nắng, là hào quang của em. Anh hứa với em dù có bão táp thế nào đi chăng nữa cũng đừng bỏ rơi em. Trái tim của em nhỏ bé lắm, tổn thương chất chồng, mãi khi gặp anh mới lành lặn được đấy. Chúng ta cứ yêu nhau tới già được không anh? Mi vừa nói vừa nhoài người lên, cô từ từ mở các cúc áo của ông Tám. Khỏi phải nói, ông Tám lúc này như lạc vào mê cung, thần phách đảo điên. Tất cả những điều Mi nói đối với ông đều là chân lý. Cô ấy mới chính là định mệnh, là tình yêu đích thực mà bấy lâu nay ông đang kiếm tìm. Hai người chuẩn bị làm tình thì cánh cửa mở toang, một toán người bước vào. Bà Huế là người đi đầu. Nhìn cảnh tượng trước mắt, bà như muốn ngã quỵ tại chỗ. Cứ tưởng là bà ấy sẽ gào thét chửi bới, nhưng không. Hôm nay bà Huế bình tĩnh tới lạ thường. Bà quay qua nói với mấy người đi cùng. Quay lại đi, thật là sắc nét cho tôi. Cả ông Tám lẫn Mi đều bị một phen hú vía. Mi vội vã vơ lấy chiếc váy để che chắn, nhưng bị bà Huế giật phăng lại. Những tấm ảnh cứ tách tách liên hồi. Lần đầu tiên ông Tám thấy vợ bình tĩnh như vậy thì có chút lo sợ. Ông vội vàng xuống nước. Bà làm sao đấy? Có gì chúng ta về nhà đóng cửa bảo nhau, tự dưng đang yên đang lành lại cho cả thiên hạ thấy. Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi cũng không nhớ mình vào đây bằng cách nào. Tôi còn chưa kịp làm gì thì bà đã xộc vào. Tôi thề tôi không có động vào nó. Nghe tôi, chúng ta về nhà nào. Bà Huế lập tức đanh thép. Im miệng đi. Ông làm đấy sẽ có tư cách để mà lên tiếng ở đây. Sau hôm nay tôi sẽ cho ông thấy hậu quả mà ông nhận lấy sẽ thế nào. Ông yêu nó, ông thương nó có phải không? Để coi khi ông không có một xu dính túi, nó còn bên cạnh cung phụng, nịnh nọt, hay đá bay ông như một con chó. Tôi nhịn nhục ông là quá đủ rồi, nhưng càng nhịn, ông càng được đà làm tới. Lần này tôi sẽ đem tất cả những bằng chứng khốn nạn nhất của ông ra tòa, để coi ông sẽ lách luật bằng cách nào đây. Còn mày, hôm nay tao chưa động tới mày, nhưng không có nghĩa là những ngày sau tao buông tha. Tao lấy danh dự ra đảm bảo, ta sẽ cho mày sống không bằng chết. Mày dám nhờn mặt với bà. Mi nhanh chóng lấy lại tinh thần, tuy nhiên vẫn giả vờ như vô tội lắm. Cô cố nặn ra những giọt nước mắt rồi kể lể. Cháu say quá, thực sự là cháu bị ma men làm cho mở mắt. Cháu với chú Tám chưa có làm gì hết, mong cô đừng trách chú ấy mà tội nghiệp. Cháu không muốn vì mình mà cô chú cãi nhau hay dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng hơn. Mọi lỗi lầm xin hãy để cháu nhận hết. Cô đừng làm như vậy với chú ấy. Bà Huế chậm chậm bước lại, mắt vẫn mở to, rồi khẽ nở ra một nụ cười. Bỗng bà vung một lực hết cỡ, tát vào mặt của Mi, khiến cô ta choáng váng. Chưa kịp ổn định tâm lý, đã bị tát nốt ở má còn lại. Ông Tám sửng sốt, nhưng cứ đứng ngây người như phỗng, tuyệt đối không dám ho he. Mi cũng không nghĩ ông ta lúc ở bên cạnh mạnh mồm như thế, mà bây giờ ngoan như cún. Cô ứa nước mắt nhìn ông Tám như mong chờ sự thương hại. Chú ơi. Ông ấy ngay lập tức quay ngoắt thái độ. Chú cháu gì ở đây? Là nó, chính nó dụ dỗ tôi vào đây. Tôi không có biết gì cả, tôi bị nó úp giọt.
Bà Huế cười phá lên. Được, tôi cho ông cơ hội cuối cùng. Nếu như ông kể hết mọi chuyện, tôi sẽ xem như là vấn đề không tố cáo trước tòa. Ông với nó lên giường mấy lần rồi? À quên, tôi chưa nói với ông. Trước khi đi viện, tôi đã lén cắp lắp camera trong phòng ngủ. Toàn bộ những lần ân ái của ông với nó tôi đều biết hết. Số tiền ông chuyển khoản cho nó tôi có đầy đủ hình ảnh rồi. Chút nữa con mất dạy này mà không trả lại tiền cho tao ấy, tao băm nhỏ mày ra nấu cho cám cho lợn ăn. Ông Tám dường như đã thấm đòn, cứ ngoan như cún. Mình ơi, tôi sai rồi, tôi có biết gì đâu. Con chó cái này cứ suốt ngày lân la gợi chuyện. Ngày mình đi vắng, nó còn vào tận giường cởi đồ uốn éo trước mặt của tôi. Mình biết rồi đấy, mỡ dâng tận miệng thì làm sao mà tránh. Tôi đã nói là dừng lại, nhưng nó cứ cương quyết không chịu, còn đe dọa là sẽ tung hê mọi chuyện. Tôi sợ mình biết nên cứ nhắm mắt làm liều. Không ngờ hôm nay gặp mình ở đây. Tôi đâu có ngu bỏ vợ, bỏ con mà đi theo con này. Mình cứ đuổi nó đi là xong. Trước kia tôi tưởng nó ngoan hiền nên mới nhất quyết giữ lại. Chứ giờ thì tôi thấy nó còn nổi cả gai ốc vì khinh rẻ ấy chứ. Đến nước này, My không chịu nổi cú đả kích mà hét lớn. À thế à, lão già này, chính ông dụ dỗ tôi. Ông cho tiền bắt tôi lên giường với ông. Chính là ông hứa hẹn sẽ cưới tôi để ly hôn với bà ấy. Ông nói bà ấy những gì nhỉ? Con mụ già, con mụ độc ác, cả người một sổ mỡ, không cho cũng chẳng thèm động vào. Giờ gặp được tôi mới thấy hào quang, tình yêu đích thực, sớm muộn cũng tống cổ bà ra khỏi nhà. Ông là cái loại hèn, dám làm mà không dám nhận. Như để chứng minh cho những điều mình nói là sự thật, My còn mở cả đoạn ghi âm cho bà Huế nghe. Tiếng ông Tám vang lên mồn một. Ông chê bai, nói xấu bà ấy đủ điều. Ông Tám vội cướp điện thoại, đập mạnh xuống đất vỡ tan tành, túm lấy tóc của My giật ngược ra sau. Cứ vậy vả bôm bốp vào mặt của cô, từ mức xịt cả máu mũi, mà không hề thương hoa tiếc ngọc. Ông ấy cứ vừa đánh, vừa chửi thậm tệ. Bà Huế vẫn đứng đó, nhìn hai con người cấu xé nhau mà hả dạ vô cùng. Điện thoại của ông Tám bị gắn định vị, nên bà mới biết kéo người tới tận đây. Lần đầu tiên chứng kiến họ lên giường, bà đã muốn khóc hết nước mắt. Tuy nhiên, bà đã cố vực dậy, quyết không để bản thân chịu thêm bất cứ tổn thương nào. Từ xưa tới nay, bà đã gom được rất nhiều bằng chứng bất lợi cho ông Tám. Trong đó có việc ông ta cấu kết với các quán bar để mua bán thuốc lắc và gái làng chơi. Bà quyết định lần này sẽ phản đòn, không để họ có cơ hội chống đỡ. Bà cũng thừa biết bản chất lăng nhăng của chồng, gái gú. Còn My thì cũng thâm độc không kém. Cô ta muốn một chân bước vào đây làm bà chủ, nên bằng mọi giá, bà Huế đã tương kế, tiệu kế để cho họ tự cắn xé lẫn nhau. Công nhận khi vào đường cùng, những lời nói yêu thương, thề non hẹn biển cũng đều tan thành mây khói hết. Nhìn thế này ai dám nói, cách đây ít phút họ còn yêu đương, tay trong tay nói những lời mật ngọt, ca tụng nhau lên tận mây xanh. Bà Huế khi đã nghe chán chê thì ung dung rời đi, không quên nhắc nhở. Từ giờ tới tối, khôn hồn trả hết số tiền mà lão cho mày. Nếu mà thiếu một đồng ấy, thì mày có trốn tới đâu tao cũng mò bằng được. Lúc ấy tao tính cả gốc lẫn lãi. Bà mang đầy đủ khí thế cao ngạo của người chiến thắng, nhưng trong tâm cũng chẳng vui vẻ gì. Mỗi lần bắt được ông ấy lên giường với gái là trái tim của bà lại như bị sát muối, đau đớn tới mức không có từ ngữ nào có thể miêu tả được. Bà đã dặn lòng không được khóc, nhưng giọt nước mắt mặn chát vẫn cứ tuôn rơi. Bà đã từng hy vọng ông ấy chơi chán sẽ dừng lại, nhưng không ngờ là vẫn chứng nào tật đấy. Bà cũng không biết phải làm thế nào nữa, thực sự mệt mỏi tới mức muốn gục ngã. Bà không về nhà mà cứ đi bộ quanh từng con hẻm nhỏ. Hôm nay tự dưng bà có hứng thú ngắm quang cảnh nơi đây. Bà đang đi đường thì thấy một người đàn ông tàn tật đang bán vé số, không ngừng chào mời, nên cũng rủ lòng mà mua cho 10 tờ. Vừa thanh toán tiền, ông ấy bất chợt nói: bỏ đi mà làm lại, cái nghề đó thất đức lắm đấy. Bà còn làm á, sau này nó vận vào đời con, đời cháu của bà đấy. Bà Huế vội hỏi: ông biết coi bói hả? Ừ, tôi chỉ muốn nhắc nhở bà, trên đời này luật gì cũng lách được, nhưng luật nhân quả thì đừng hòng mà tránh. Công việc hiện tại cho ông bà rất nhiều tiền, nhưng sau này sẽ lấy đi của ông bà gấp mấy lần những thứ đó. Vợ chồng ông bà cũng đừng hòng mà được sống yên ổn hạnh phúc. Dừng lại trước khi quá muộn. Tôi chỉ mong là bà biết quay đầu. Sắp tới ông chồng bà khó tránh được nạn đuối nước, nên tránh xa sông ngòi. Bà Huế lớ ngớ lắp bắp: ôi vậy hả?
Thế mẹ con tôi có bị sao không hả ông? Bà cũng cẩn thận, mắc bệnh liên quan tới da liễu, tiêu hóa. Tôi chỉ biết nhắc bà như vậy. Mọi chuyện sẽ do bà tự giải quyết. Bà Huế rúi cho ông ấy 500 ngàn, tính hỏi thêm một số chuyện. Nhưng ông ấy cương quyết không nhận tiền, cũng không nói thêm gì nữa. Bà Huế vẫn cứ quyết định để lại số tiền rồi nhanh chóng bước đi. Nguyên một ngày, đầu óc của bà cứ nghĩ tới những điều ông ấy nói. Bà Huế cũng đã từng có ý định dừng việc kinh doanh này lại, nhưng cứ chần chừ mãi vì số doanh thu khủng. Đồng tiền khiến cho bà mở mắt nhưng không tài nào thoát ra được. Hôm nay bà không về nhà mà thuê một phòng trong khách sạn để có thời gian tĩnh tâm. Nghĩ lại mọi chuyện đã qua một cách thấu đáo nhất, bà cũng đang nghĩ cách lừa ông Tám sang tên hết tài sản cho mẹ con bà. Lúc ấy ly hôn cũng không còn ấm ức. Vừa vào khách sạn đã thấy Huy đi cùng một người đàn ông khác. Bà Huế nhanh chóng nhận ra họ, nhưng vội quay mặt đi, giả vờ như không quen biết. Hôm nay Huy có hẹn với đối tác, mọi người hẹn nhau ở khách sạn này. Bác sĩ đã dặn Huy tuyệt đối không được sử dụng rượu bia và chất kích thích vì sợ khối u sẽ phát triển nhanh chóng. Huy lấy lý do sức khỏe nên chỉ nhấp ngụm nhỏ cho có lệ. Dạo này anh cũng không mảy may quan tâm tới công việc, đầu óc lúc nào cũng như người trên mây. Theo như lời bác sĩ thì anh cần gấp rút sắp xếp thời gian để phẫu thuật, nạo vét hết các tế bào ung thư, ngăn chặn việc lây lan, nhưng rất dễ tái phát. Đồng thời các bác sĩ cũng không dám khẳng định chắc chắn có điều trị dứt điểm được hay không. Huy giải quyết xong công việc, khi mọi người rủ nhau đi tăng hai, thì anh ấy xin phép về trước. Những người kia rủ dê không được nên cũng mặc kệ. Huy về cơ quan, bắt gặp Xuân đang ngồi đó kể chuyện. Vừa thấy anh ấy, mọi người lập tức về lại chỗ cũ, nhưng chưa có chuyện gì. Xuân cũng chẳng lẽo đẽo chạy theo Huy như mọi khi mà giữ gương mặt lạnh như tiền. Mọi người lấy làm lạ nhưng không ai dám hỏi thêm bất cứ câu gì. Huy vào phòng làm việc, tiếp tục giải quyết công việc. Hôm nay tự dưng anh nhận được một tin nhắn của văn phòng thám tử báo Tuyến đã lên ga tàu vào Sài Gòn. Hiện tại họ vẫn đang bám theo cô ấy. Họ gọi cho Huy cả chục lần nhưng không được nên mới nhắn tin. Huy gọi vào số điện thoại của Tuyến nhưng chỉ là thuê bao không liên lạc được. Anh tự dưng có linh cảm chuyện này sẽ liên quan tới Hương. Theo như những lần anh đã từng tiếp xúc với Tuyến thì Huy biết là cô ấy với Hương có mối quan hệ cực kỳ tốt. Khả năng cao lần này Tuyến gấp rút bỏ đi không hề đơn giản. Trong anh le lói một chút hy vọng nhưng nhanh chóng bị dập tắt khi sực nhớ tới căn bệnh quái ác đang mang trong mình. Huy đã suy nghĩ rất lâu, anh đắn đo đủ các tình huống có thể xảy ra. Sau cùng Huy vẫn không thắng được sự lựa chọn của con tim. Anh quyết định sẽ đợi thông tin chính xác của bên thám tử, xem thực sự Hương có ở đó hay không, rồi sẽ âm thầm vào đó thăm cô. Huy mở điện thoại, vuốt nhẹ vào nơi gò má của Hương rồi thủ thỉ. Em đang ở đâu đấy? Em vui chơi bên ngoài như vậy là đủ rồi. Anh rất muốn đi tìm em, nhưng lại sợ sẽ khiến cho em tổn thương. Anh không dám nghĩ tới tình huống xấu, dường như được nắm tay em tới già là điều khó có thể thực hiện. Anh sẽ làm những thứ tốt nhất cho em. Hương từ sáng tới giờ cô nôn thốc nôn tháo, mắt nháy liên tục. Cô mệt tới mức chỉ muốn xỉu đi tại chỗ, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra là mình ổn để Phong khỏi phải lo lắng. Anh cũng quyết định đóng đô ở phòng trọ của Hương, dù cô đuổi cỡ nào cũng không chịu đi vì lý do chăm sóc cho Hương trong lúc ốm đau. Hương vì kiệt sức nên cũng chẳng tranh cãi được nhiều. Phong tranh thủ làm việc online, gọi video kiểm tra nhân viên, đốc thúc họ làm việc. Thời gian còn lại nấu ăn, dụ Hương ăn nhiều để cho khỏe. Mỗi khi cô ấy lắc đầu không chịu ăn là y như rằng Phong sẽ lấy đứa trẻ ra để dọa. Hương sợ con sẽ ốm yếu nên cứ nhắm mắt, nhắm mũi ăn cho xong bữa. Cứ thỉnh thoảng cô lại liên lạc với Tuyến, hỏi xem đã tới đâu rồi. Phong ngồi bóc cam, anh bỗng nói: đám cưới của Huy với Xuân nghe nói qua tuần tổ chức đấy, cô có muốn nhắn gửi gì tới anh ta không? Nghe tới đây Hương có chút buồn man mác, tuy nhiên cô lắc đầu. Không cần, em nên kết thúc rồi mà. Em cũng không muốn có bất cứ liên quan tới họ nữa. Đứa bé này chỉ là con duy nhất của một mình em thôi, không cần có bất cứ ai nữa. Em hối hận về những việc làm sai trái, em là người thứ ba xen vào giữa cuộc tình của họ. Em tự chịu trách nhiệm về những hành vi của mình. Sáng hôm sau, Tuyến tới ga tàu từ sớm, cô ấy theo địa chỉ mà Hương cho, bắt taxi tới gần chỗ trọ. Hai người gặp nhau mừng mừng tủi tủi, cứ khóc như mưa.
Phong không muốn làm ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện của hai cô gái này, nên kiếm cớ đi mua đồ ăn để nhường không gian riêng tư cho hai người họ. Hương kéo Tuyến vào trong giường, giúp cô đặt đồ gọn gàng lại một góc, rồi khẽ hỏi han. Sao cô lại trốn được đi thế? Bà Huế không sai người theo dõi sao? Không, bà cho tôi đi đấy. Tôi đứng ra giúp bà ấy lấy chứng cứ vụ Lão Tám với con Mi ăn nằm với nhau. Bà ấy cũng biết là gì tôi mất, nên nguyên một đêm cô cháu tâm sự với nhau. Bà cũng nói là cho tôi quyết định, nếu như vẫn tiếp tục ở lại sẽ ưu ái cho tôi làm quản lý ở quán. Nếu không muốn làm có thể ra đi bất cứ lúc nào. Lúc đầu tôi sợ bà ấy gài bẫy nên chỉ dám kiếm cớ muốn về quê tổ chức tang lễ cho dì. Nhưng tôi phát hiện bà ấy không cho ai đi theo mình thật. Tôi liều gọi cho cô rồi bắt tàu vào tận đây. Suốt chặng đường tôi cũng đề cao cảnh giác, nhưng không thấy có gì bất thường cả. Có thể bà ấy muốn trả công cho tôi nên mới giữ đúng lời hứa. Tuyến vừa nói vừa ứa nước mắt. Hương thấy vậy cũng khóc theo. Cô cứ vỗ vai Tuyến không ngừng động viên. Thôi vào được đây là tốt rồi. Mọi chuyện sau rồi mà tính tiếp. Chúng ta khổ cực chút cũng được, đói khát cũng chẳng sao. Chỉ cần làm công việc chân chính, ông trời nhất định sẽ chừa con đường sống. Tuyến khẽ gật đầu. Cô sực nhớ ra người đàn ông hồi nãy nên thắc mắc. Anh ta là ai thế? Ai cơ? À, anh ấy là một người bạn. Hồi xưa tôi có làm mẫu ảnh cho anh ấy ở tiệm váy cưới, và đây tình cờ gặp lại. Tôi cũng ốm mấy hôm nay nên anh ấy ở lại chăm sóc. Hương vừa nói tới đó thì một lực ép mạnh vào bụng, đẩy ngược lên cuống họng. Cô không nhịn được, chạy vào nhà vệ sinh nôn sạch sẽ. Tuyến cũng cuống quýt chạy theo, cứ thế vỗ nhẹ nhẹ vào lưng của Hương. Khi mà cô ấy đã ổn định lại, Tuyến còn chạy đi lấy cốc nước cho Hương súc miệng. Nhìn cô xanh xao gầy rộc đi thấy rõ, cộng thêm những triệu chứng này, Tuyến buột miệng. Hay là có thai rồi? Hương không ngần ngại mà đồng tình ngay, làm Tuyến được phen hốt hoảng. Cô nắm chặt cổ tay của Hương, dò xét tiếp. Chết bỏ mẹ rồi, có thai thật hả? Sao cô bất cẩn thế? Mà bố đứa bé là ai? Ông Huy có phải không? Hương lại tiếp tục gật đầu. Đến nước này rồi, Tuyến không giấu nữa mà kể hết mọi chuyện, kể cả là chuyện Huy bị bắt oan, những tâm sự mà anh ấy đã nói với cô, nỗi khổ tâm mà Huy đã phải âm thầm gánh chịu. Cô khẳng định chắc nịch tình cảm của Huy dành cho Hương là thật lòng. Anh ấy không hề yêu Xuân, cũng không bao giờ chấp nhận làm đám cưới. Ngày Hương bỏ đi, anh ấy muốn phát điên lên, lục tung khắp thành phố, cứ mỗi đêm xuống làm bạn với rượu bia, không còn bất cứ tinh thần nào để mà vực dậy. Anh ấy luôn liên hệ cho Tuyến để hỏi tình hình của Hương, nhưng ngay cả bản thân cô cũng mù mịt. Hương càng nghe càng không kìm được nước mắt, trái tim cô cũng đang vỡ ra từng mảnh. Cô không ngờ Huy cũng phải chịu đau khổ tới như thế. Vẫn cứ nghĩ anh ấy sẽ mau chóng quên đi mình để tìm hạnh phúc mới. Tuyến tiếp tục. Nghe tôi nói này, bây giờ đã có em bé rồi, anh ấy cần phải biết chuyện này. Không thể đứa bé không có bố được. Cô cứ thẳng thắn nói hết mọi chuyện cho anh ấy, còn anh ấy quyết định thế nào thì tính tiếp. Nếu anh ấy đồng ý thì cưới đi, kệ thiên hạ, đừng quan tâm. Họ chẳng nuôi cô được ngày nào, thậm chí là thấy cô hạnh phúc họ còn sinh lòng đố kỵ, ganh ghét. Thế nên không nhìn sắc mặt của ai, miễn là cô thấy đúng thì cứ lựa chọn. Từ xưa tới giờ, Huy là người đầu tiên tới quán của tôi, không qua đêm với gái. Anh ấy luôn ngồi thu lu một góc, cực kỳ kiệm lời. Lần mà anh ấy chuộc cô ra khỏi quán, tôi đã sốc nặng, có chút ghen tị với cô. Nhưng sau này tôi mới hiểu, anh ấy thực sự yêu cô. Tôi cũng không biết là hai người đã có với nhau những hiểu lầm gì, nhưng để cho anh ấy có cơ hội được giải thích. Nhiều khi những thứ mình tai nghe mắt thấy, nhưng mà chưa chắc đã là sự thật đâu. Tôi mong cô hãy sáng suốt để đưa ra quyết định của mình. Nghe Tuyến nói vậy, Hương như bừng tỉnh. Tình yêu của cô dành cho Huy vẫn nguyên vẹn như xưa. Cô cũng nhớ anh tới điên dại, nhưng luôn phải kìm nỗi nhớ đó xuống. Nhất là hôm nay khi nghe Tuyến kể những việc mà Huy đã làm vì mình tới mức đánh mất cả hình tượng, thì Hương đã không còn đủ dũng khí để tiếp tục trốn tránh. Cô quyết định sẽ sốc lại tinh thần rồi gọi điện cho Huy để thông báo mọi chuyện. Cô cũng cảm ơn Tuyến vì đã cho mình biết nhiều bí mật như vậy. Tuyến chỉ cười. Cô cũng kể hết những chuyện trong quán, kể cả là chuyện My với Xuân hợp tác để tính kế hãm hại Hương. Cô nghe mà dùng mình, không nghĩ cùng là phụ nữ với nhau lại có thể dùng mọi thủ đoạn đê hèn hãm hại nhau như vậy. Một lát sau,
Phong mua rất nhiều đồ ăn về, anh ấy còn xung phong vào bếp nấu nướng. Tuyền Thế Thế cũng nhanh vào phụ giúp. Chẳng mấy chốc một bàn đầy thức ăn được đưa lên, món nào cũng ngon, hấp dẫn. Nhưng Hương thấy đồ ăn thì lại chạy mất vào trong nhà vệ sinh. Cô không ăn được bất cứ món nào nên Phong đành nấu thêm một nồi cháo trắng. Tuyền cũng cảm nhận được người đàn ông này có tình cảm với Hương. Nghĩ về chuyện của cô ấy thì Tuyền lại khẽ thở dài. Sau khi đã ăn xong, Hương cũng hẹn Phong đi ra ngoài để cảm ơn anh vì những ngày qua đã chăm sóc cho mẹ con mình. Đồng thời cô cũng nói rõ mọi chuyện sẽ liên lạc với Huy. Cô muốn anh ấy biết sự tồn tại của con mình trên thế gian này. Phong không hề phản đối, anh chỉ nói một câu duy nhất: chúc em hạnh phúc, sau này nếu có khó khăn gì cứ gọi cho anh, bất cứ lúc nào anh cũng đến bên em. Bây giờ anh có việc rồi, anh đi trước đây. Cảm ơn anh. Phong quay người rời đi, ánh mắt không giấu nổi buồn bã. Hương biết mình làm như vậy sẽ tổn thương một người đàn ông tốt, nhưng cô không muốn cứ mãi trong trạng thái mập mờ. Thà rằng đau một lần rồi thôi. Phong là người đàn ông có đức có tài, anh nhất định sẽ tìm một người con gái phù hợp. Hương lặng lẽ đi vào trong nhà, cô nhìn Tuyến rồi cười. Tôi nói chuyện với anh ấy xong rồi. Ừ, cứ dứt điểm như vậy lại tốt đấy. Đừng gieo cho người ta hy vọng rồi lại dẫm đạp lên nó. Tôi nghĩ tốt nhất cô nên quay về bên Huy. Anh ấy lúc nào cũng dang rộng vòng tay đón cô về. Tuy cô đi rồi, tôi ở đây sẽ hơi buồn, nhưng không sao, dù sao tôi cũng hâm mộ tình yêu của hai người lắm. Có lẽ cả cuộc đời này cũng không có người đàn ông nào thực sự yêu thương tôi, trân trọng tôi, hy sinh nhiều như cách mà Huy đã làm cho cô. Hãy biết nắm lấy người đàn ông ấy trước khi quá muộn. Có những thứ không bao giờ đến lại lần hai. Nếu không biết cách nắm lấy sẽ mất đi mãi mãi. Sau này hối hận cũng sẽ không giải quyết được gì. Hương càng nghe thì càng thấy ngấm. Cô cứ yên lặng để nghe Tuyến giảng giải. Bàn tay của cô vô thức đặt nhẹ lên bụng. Một niềm vui nho nhỏ cứ thế trào dâng. Cô cũng không biết quyết định lần này có đúng đắn hay không, nhưng nếu cô trốn tránh cũng làm cô càng thêm mệt mỏi. Cô muốn một lần đối diện, giải quyết trực tiếp vấn đề. Có Tuyến ở đây, Hương cũng đỡ buồn chán đi nhiều. Họ cứ trò chuyện cả ngày không biết chán. Tuyến cứ ép Hương ăn nhiều bữa nhỏ, ăn trái cây để tốt cho thai nhi. Cô còn lên mạng có những kinh nghiệm chăm sóc những người mang thai. Buổi tối, họ cùng nhau đi dạo. Lần đầu tiên được đặt chân vào Sài Gòn hoa lệ, Tuyến như bị hớp hồn. Cô cũng phải thốt lên khen ngợi quang cảnh tráng lệ ở nơi đây. Họ đi bộ quanh công viên, nhâm nhi chút bánh rồi hàn huyên nói chuyện. Tâm trạng của cả hai cũng tốt lên nhiều. Họ tự dặn nhau phải sống vui vẻ, không được nhìn đời tiêu cực thêm. Tuổi thơ của họ đã quá đỗi vất vả, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt của người khác mà sống. Bây giờ tới lúc họ được tự do, được làm chủ cuộc sống của mình. Tuyền cũng vẽ ra một tương lai thật đẹp. Ở đó hai người bọn họ cùng làm chung một công việc yêu thích. Mãi tới khuya cả hai mới trở về phòng. Hương cũng nói rõ tình hình của đứa bé. Cô định đợi vài tuần nữa sau khi xét nghiệm dị tật xong xuôi mới gọi điện cho Huy. Tuyền nghe vậy cũng đồng ý. Cô còn dặn dò Hương là đừng suy nghĩ, lo lắng quá. Đứa bé này trải qua bao nhiêu khó khăn vẫn ở lại thì chắc chắn nó và Hương đã có duyên phận với nhau. Em bé sẽ khỏe mạnh, bình an chào đời. Hương nghe Tuyến động viên vậy thì cũng bớt lo hơn chút ít. Từ ngày biết mình có thai, cô còn hay có thói quen nói chuyện với con mỗi tối. Mặc dù là biết nó chẳng hiểu những gì cô đang tâm sự, nhưng khi được nói hết những suy nghĩ trong lòng, cô cảm thấy thoải mái, dễ chịu hơn nhiều. Cũng cảm nhận được sự khăng khít của tình mẫu tử. Tối nay Huy cứ lăn lộn khắp giường vì bị cơn đau hành hạ. Mặc dù đã uống rất nhiều thuốc theo đơn của bác sĩ, nhưng tình trạng đau đầu, đau cổ xuất hiện với tần suất ngày một dài hơn. Huy cũng biết mức độ nghiêm trọng của bệnh này. Nếu như phẫu thuật không thành công thì đồng nghĩa với việc thời gian sống bị rút ngắn đi rất nhiều. Khi đã động vào dao kéo, tế bào ung thư sẽ di căn rất nhanh. Huy dành nguyên cả buổi để trao đổi với bác sĩ về những ưu, nhược điểm của phẫu thuật lần này, nên anh cũng cứ lưỡng lự, chưa dám đưa ra quyết định. Phần vì mất hết động lực kể từ ngày Hương bỏ đi. Bố Huy ngày nào cũng gọi điện để giúp con trai tổ chức chuyện hôn lễ, mặc kệ cho mẹ anh ấy cật lực phản đối. Huy cũng chẳng quá quan tâm tới chuyện này. Trong đầu của anh bây giờ trống rỗng. Huy đang đau đớn thì có điện thoại gọi đến. Khi thấy bên văn phòng thám tử, Huy vội bật dậy, cố gắng tỉnh táo nhất có thể để nghe cho rõ mọi chuyện. Đầu dây bên kia dõng dạc thông báo Tuyến vào Sài Gòn đúng là gặp Hương. Hai người họ hiện giờ đang ở cùng với nhau ở trong căn trọ chật hẹp. Người này còn nói tí nữa sẽ gửi ảnh và địa chỉ cho Huy.
Khi nhận được tin này, Huy vui tới mức quên hết mọi sự trên đời. Anh cảm ơn rối rít. Người kia tắt máy mà Huy vẫn cứ cười không khép được miệng. Nhìn những bức ảnh về người con gái mình yêu gầy đi trông thấy, bất giác Huy cảm thấy xót xa, chỉ muốn gánh hết những khổ đau, muộn phiền mà cô ấy đang chịu đựng. Huy chẳng suy nghĩ nhiều nữa, anh đặt vé vào đó ngay trong buổi sáng hôm sau. Anh muốn được tận mắt chứng kiến xem Hương hiện tại đang sống thế nào. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.